Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 20 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể quốc gia. Tăng cường công tác phòng chống lụt bão úng. Xã Nhật Tân hoàn thành quy hoạch bãi đỗ xe ô tô theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiệu quả chuyển đổi số tại thị xã Mỹ Hào. Người dân Hưng Yên chủ động thực hiện 2K phòng dịch. Ô nhiễm môi trường do nuôi trâu số lượng lớn tại xã Tống Phan, huyện Phù Cử. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 81/2023 có thể được đúc kết lại trong 12 chữ: tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra sáng nay. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được xây dựng ở nước ta vừa mang tính tổng thể, vừa mang tính chiến lược bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và được lập cho 10 năm thay vì chỉ có chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước như trước đây. Quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng và được xây dựng dựa trên định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia đã được hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thông qua tại kết luận số 45. Với tầm nhìn dài hạn, đây là căn cứ để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch các địa phương để nhanh việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo cản trở phát triển, nhấn mạnh xây dựng quy hoạch đã khó nhưng tổ chức thực hiện còn khó hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp với tư duy mới, tầm nhìn mới để tìm kiếm không gian, cơ hội phát triển mới, tạo nên những giá trị mới khi triển khai nghị quyết số 81 của Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu ngay trong năm 2023 khẩn trương hoàn thành việc lập trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp, thống nhất và đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch tại địa chỉ quyhoachquocgia.mpi.gov.vn. Ngay sau hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2022, thiên tai xảy ra bất thường, trái quy luật ngay từ những tháng đầu năm và trên các vùng miền cả nước với 21 trên 22 loại hình thiên tai. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và của các cấp các ngành, các địa phương và cộng đồng nên công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do ảnh hưởng của bão và các đợt mưa dông lốc trong năm đã gây thiệt hại về hoa màu, cây ăn quả và công trình đê điều, thủy lợi, giao thông. Trong đó, đáng chú ý là các sự cố về đê điều ở các huyện Khoái Châu, thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, thiệt hại do bão dông lốc rét đậm, rét hại tại huyện Kim Động và Văn Lâm. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp đẩy mạnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các khu cụm công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cụ thể đối với từng dự án như sau: các dự án khu công nghiệp thuộc khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi điều chỉnh thay đổi các nội dung không phù hợp, phải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ xem xét cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện. Đối với khu công nghiệp Tân Dân và khu công nghiệp Lý Thường Kiệt, yêu cầu các đơn vị thực hiện tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh việc tiếp nhận hai khu công nghiệp trên về tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.
các khu công nghiệp Thổ Hoàng, khu công nghiệp số 6, khu công nghiệp số 1 và khu công nghiệp Tân Á, Đại Thành cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư theo quy định, xác định chính xác cụ thể ranh giới các khu công nghiệp sao cho phù hợp với quy hoạch chung. Các dự án khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh gồm khu công nghiệp Thăng Long giai đoạn 3, khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3, số 5 và khu công nghiệp Yên Mỹ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Đối với khu công nghiệp số 3, phấn đấu khởi công trong thời gian sớm nhất. Đối với khu công nghiệp dệt may Phố Nối, cần sớm tập trung hoàn thiện, sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung số 2, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Với khu công nghiệp Minh Đức và khu công nghiệp Minh Quang, thị xã Mỹ Hào cần khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất còn lại của dự án xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Các khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng và khu công nghiệp Kim Động hiện nay tiến độ thực hiện đang rất chậm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp Yên Mỹ 2, giao Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng, kiên quyết hoàn thành toàn bộ diện tích còn lại trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Tại dự án khu công nghiệp Kim Động, chủ đầu tư có dấu hiệu hạn chế về năng lực đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đôn đốc và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục. Nếu không đảm bảo, sẽ tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Thủ tướng thay thế nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án theo quy định. Các dự án khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 3, số 5 cần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm tiếp nhận các dự án đầu tư thứ cấp nhằm hình thành các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ hiện đại sinh thái. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ban ngành và các địa phương, nhà đầu tư hạ tầng tăng cường xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn có năng lực, tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các dự án xây nhà ở xã hội, nhà ở công nhân gắn với các thiết chế về y tế, văn hóa, giáo dục, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Sau khi nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ chỉ đạo về việc rà soát quy hoạch bãi đỗ xe tại các thôn, khu phố trên địa bàn, xã Nhật Tân đã hoàn thành việc quy hoạch và trình cấp trên bổ sung kế hoạch sử dụng đất. Xã Nhật Tân đã bố trí được 5 trên 6 điểm và bổ sung quy hoạch bãi đỗ xe ở các thôn gồm thôn Phượng Tường, Cao Đông, Cao Đoài, An Trạch, Tịnh Hạ. Riêng thôn Phú Anh do đặc thù nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh thuộc khu đô thị Đại học Phố Hiến nên xã đã chủ động xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên nhằm hướng dẫn giải quyết. Hiện nay thôn đang đề nghị là sẽ lồng ghép cái việc bố trí cái khu thể thao cùng với cả cái bãi đỗ xe của thôn Phú Anh. Diện tích các bãi đỗ xe được quy hoạch rộng trung bình là 3.000 m². Xã đã thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời xét đến các yếu tố ưu tiên như nằm ở vị trí trung tâm thôn, cạnh nhà văn hóa và di tích lịch sử, văn hóa thôn, với mục đích phát huy tối đa công năng sử dụng đất, tránh lãng phí đất. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương tích cực ứng dụng công nghệ số, bước đầu thị xã Mỹ Hào đã đạt được kết quả nhất định, qua đó làm cơ sở để tiếp tục thực hiện chính quyền số. Ghi nhận tại phường Bần Yên Nhân, xã Xuân Dục, đây là 2 trong số 4 địa phương được chọn thí điểm thực hiện chính quyền số. Chỉ cần vài phút với một số thao tác trên máy tính và điện thoại thông minh, chị Nguyễn Thu Huyền đã hoàn thành việc chuyển yêu cầu chứng thực thẻ căn cước và một số giấy tờ khác lên phường thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Và cũng chỉ hơn nửa giờ sau, chị đã nhận được kết quả. Rất là tiện lợi, tiết kiệm được rất là nhiều cái thời gian. Khi mà đi ngoài địa phương mà có smartphone, có mạng thì tôi vẫn có thể chứng thực được trên dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Tôi cũng thấy là đang rất nhiều người đang dùng áp dụng dịch vụ công trực tuyến này. Tại phòng một cửa liên thông phường Bần Yên Nhân khá vắng vẻ, nhiều thời điểm chỉ có các cán bộ chuyên môn phường. Dù vắng, cán bộ này đang rất miệt mài làm việc để sớm trả kết quả cho công dân qua cổng dịch vụ. Đa số là thanh niên và những người trẻ am hiểu về máy tính và công nghệ thì người ta sẽ gửi qua online trực tuyến. Còn lại một số bộ phận là các cụ già đi ra để chứng thực trực tiếp thôi. Một ngày thì giải quyết độ tầm 70 hồ sơ. Ủy ban phường đang xây dựng cái trang web, dự kiến trong tháng 6 thì là sẽ có tất cả các dữ liệu của phường.
Tại xã Xuân Tụng, số người đến trực tiếp trụ sở giảm nhiều. Do người dân đã tích cực sử dụng công nghệ số, dần làm quen với việc gửi yêu cầu qua mạng những thủ tục hành chính và họ cũng đã nhận thấy rõ sự tiện lợi mà nó mang lại. Rất là tiện lợi và cũng không mất chi phí đi lại. Chỉ mất 1 đến 2 phút thôi là tôi có thể làm xong. Cái việc nhận kết quả cũng rất là nhanh. Thao tác làm thì nó cũng rất là đơn giản. Tuy nhiên, để tiến tới xây dựng chính quyền số tại hai địa phương trên, hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định. Đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo chính quyền điện tử thì chúng tôi còn một số khó khăn. Số người già thì về sử dụng công nghệ trang thiết bị còn hạn chế. Trang thiết bị của chúng tôi thì vẫn còn là chưa thực sự đã đáp ứng được. Thị xã Mỹ Hào và các xã phường đến nay cơ bản thực hiện việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến. Thông qua hệ thống dịch vụ công, 100% cán bộ công chức đều đã sử dụng điện thoại thông minh cập nhật phần mềm, tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của các cấp, điều hành để xử lý công việc hàng ngày. Sinh hoạt chi bộ trực tuyến, tất cả các văn bản đi đến được lãnh đạo xét duyệt và chỉ đạo thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tiến tới xây dựng chính quyền số. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính từ đầu tháng 4 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có trên 470 ca mắc COVID-19 được sàng lọc tại các cơ sở y tế. Riêng ngày 19 tháng 4, số ca mắc COVID-19 của tỉnh đã vượt con số 100 ca bệnh một ngày. Vào các ngày tuần rằm mùng 1 như hôm nay, bà mới có thể tiếp xúc với hàng trăm du khách thập phương về đền chiêm bái, thường xuyên trò chuyện, trao đổi với khách. Nên dù trong thời điểm dịch bệnh bùng phát hay khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát, bà vẫn luôn tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và mọi người. Mình phải bảo vệ mình, sau đó là bảo vệ khách. Mình trang bị một cái diệt khuẩn trước khi người ta vào đây. Mình cho diệt khuẩn nhắc nhở người ta, nếu ai chưa đeo khẩu trang thì nhắc vào. Mình tự đeo khẩu trang trước để cho mọi người biết là mình làm như thế là tốt. Rằm mùng 1 là em đến đây để lễ mẫu. Em thấy tình hình dịch COVID hiện nay rất là gia tăng và đến đây em cũng có đeo khẩu trang và sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh. Trải qua mấy đợt dịch COVID-19, việc đeo khẩu trang đã trở thành một thói quen đối với ông Hữu. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông Hữu được biết số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đang gia tăng đột biến trong những tuần qua. Mặc dù các bệnh viện cho biết triệu chứng chung của đợt COVID-19 lần này không quá nặng, nhưng các đối tượng là người cao tuổi, người có bệnh nền, thể trạng kém vẫn cần đặc biệt lưu ý. Chính vì vậy, vợ chồng ông luôn chủ động phòng dịch mỗi khi có việc cần ra khỏi nhà. Bản thân tôi thì kể cả đi thể dục tôi cũng đeo khẩu trang, mà đi xe máy ra phường xã tôi cũng đeo khẩu trang. Về nhà cũng có nọ sát khuẩn để ngay trước cửa nhà, để sát khuẩn trước khi vào nhà. Trên thực tế hiện nay, vẫn còn không ít người còn chủ quan, lơ là trước các thông tin khuyến cáo về tình hình dịch bệnh. Dịp nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và lễ dỗ Tổ Hùng Vương đang đến gần, việc đi lại giao lưu gặp gỡ của người dân sẽ tăng cao, trong khi miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng nhanh chóng các ca mắc COVID-19. Để giảm bớt sự lây nhiễm, Bộ Y tế khuyến cáo đối với người dân, cộng đồng xã hội cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức, người dân và các biện pháp khác. Việc đeo khẩu trang trong các cơ sở khám chữa bệnh trên các phương tiện công cộng là yêu cầu bắt buộc trong phòng chống dịch. Sáng nay ngày 20 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 năm Quý Mão, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên tổ chức khai hội truyền thống Đền Hoàng Bà, tưởng niệm Hoàng Bà Trần Mã Châu lần thứ 1980. Đền Hoàng Bà được tạo dựng từ đầu thế kỷ thứ 17. Thờ bà Trần Mã Châu, một vị tướng tài ba đã có công lớn cùng hai bà Trưng đánh tan quân Tô Định. Tương truyền, sau khi Trưng Vương lên ngôi 3 năm thì quân Nam Hán lại sang xâm lược nước ta. Trần Mã Châu được lệnh ra quân quyết chiến với giặc, quân giặc bao vây tứ phía. Trên mình ngựa, tay cầm song kiếm, bà tả xung hữu đột, sát giặc ngổn ngang. Sau đó bà bị thương, quay ngựa chạy về đến Bảo Châu thì hóa. Đó là ngày mùng 3 tháng 3 năm Ất Mùi năm 43 sau Công Nguyên. Dân làng nơi đây đã lập đền thờ tế lễ để ghi công đức của Hoàng Bà. Trưng Vương truy phong cho bà là Thượng Đẳng Phúc Thần và chuẩn phê cho làng Bảo Châu là nơi đền chính phụng sự tế tự. Năm 1997, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, lễ hội được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương về dâng hương tế lễ. Năm 2023
thì chúng tôi tổ chức rước kẹo thể hiện lòng thành kính đến đền Hoàng Bà Trần Mã Châu. Thì chúng tôi tổ chức các cái chương trình văn hóa văn nghệ để góp phần trong cái buổi lễ là chúng tôi tổ chức năm nay, đặc biệt là tổ chức phát quan họ trong cái buổi khai mạc lễ hội ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trước phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra tại hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt ở thôn Giữa, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Sau hơn 6 tháng, huyện Văn Lâm đã tuyên truyền vận động và xây dựng kế hoạch yêu cầu đơn vị trên tháo dỡ các công trình vi phạm. Ngoài ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt tháo dỡ các công trình vi phạm khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt ngày 4 tháng 10 năm 2022, tức sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phản ánh gần một tháng, huyện Văn Lâm đã thành lập ban cưỡng chế và xây dựng kế hoạch ban hành thông báo để tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm. Với sự vào cuộc quyết liệt cùng với công tác tuyên truyền, vận động, trong tuần qua, hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt đã tự giác tháo dỡ 90% các công trình vi phạm. Cụ thể, đến ngày 19 tháng 4 đã tháo dỡ 6 công trình xây dựng nhà kiên cố với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông, đồng thời di rời hàng nghìn khối đất đá, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Hiện nay, công tác tháo dỡ các hạng mục vi phạm vẫn đang được ngành chức năng huyện cùng các chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ. Dự kiến trong ngày 21 tháng 4, công tác tháo dỡ các công trình vi phạm tại hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt sẽ hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi gia súc đem lại nguồn thu nhập cao là hướng đi đúng đắn cho người nông dân. Tuy nhiên, chăn nuôi trong khu dân cư không chỉ mang tính manh mún tự phát mà còn gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho nhân dân. Phản ánh tại thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cử. Dòng mương này ở xóm 1 thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, với mục đích tiêu thoát nước cho các hộ dân trong thôn. Nhưng từ lâu được ví như dòng nước chết, bởi nước luôn trong tình trạng đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chất lượng của nước thì nó rất thối, và các cái mùa nắng, mùa này nó yếm khí xuống thì tăng ra chăn nuôi các hộ gia đình ở xung quanh mé, nó chút xuống đấy và gần như tắc cái dòng sông, đen như dòng sông Tô Lịch. Gây ra tình trạng ô nhiễm chủ yếu bắt nguồn từ một hộ nuôi trâu với khoảng 40 con của anh Bùi Văn Tậu. Anh Tậu đã xây dựng chuồng trâu ngay trên phần đất thổ cư của mình. Ô nhiễm nhất là lúc vệ sinh chuồng trại tắm cho gia súc. Phần gia súc qua đường ống xả thải trực tiếp xuống mương bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của 100 hộ dân thôn Hạ Cát. Đặc biệt sóng mương này ở gần điểm trường mầm non xã Tống Phan với khoảng 150 trẻ. Không khí và môi trường ở xã Tống Phan này là kêu gọi rất là nhiều lần rồi, chính quyền các cấp không giải quyết được cái vấn đề này. Giờ bà con tập thể dục để hóng gió mát không khí trong lành, nhưng mà không được cái không khí trong lành đó, cái môi trường nó ô nhiễm quá nặng nề mà mùi hôi thối rất là nhiều. Tới đây là cái hướng giải pháp của ủy ban xã quy hoạch ra khu chăn nuôi xa khu dân cư, tuyên truyền vận động các hộ dân chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, xây những cái bể bioga nó đủ và số lượng nó sẽ nhiều hơn cái lượng thải của gia súc gia cầm. Mới đây, Trung tâm Quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cử đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 4 hộ đều ở xóm 1 thôn Hạ Cát, xã Tống Phan. Đó là hộ anh Bùi Văn Tậu nuôi trâu và 2 hộ nuôi khoảng 20 con lợn thịt, 1 hộ nuôi trên 200 con vịt đẻ. Kết quả, hộ anh Tậu đã vi phạm luật chăn nuôi năm 2020 tại chương 4, mục điều kiện chăn nuôi, điều 21, chăn nuôi nông hộ dưới 10 đơn vị vật nuôi, một đơn vị vật nuôi bằng 500 kg. Tuy nhiên, gia đình anh Tậu đã nuôi tới 40 con trâu vượt ngưỡng cho phép nuôi 5 tấn gia súc. Đoàn kiểm tra chỉ lấy được một mẫu nước thải tại hộ nuôi vịt, 3 hộ còn lại tại thời điểm lấy mẫu không phát sinh nước thải chăn nuôi để xét nghiệm. Thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất, lấy mẫu xét nghiệm nước thải tại các hộ trên và xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại địa phương. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, tại khu vực đầu cầu Yên Lệnh, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô gồm 2 người lưu thông theo hướng từ Hưng Yên sang Hà Nam
khi vừa di chuyển qua cầu Yên Lệnh thì va chạm với xe container chưa rõ biển số đi cùng chiều. Hậu quả khiến người ngồi sau xe mô tô tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Sau va chạm, xe mô tô bị hư hỏng nặng, người lái xe container bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng vẫn đang đấu tranh để tìm xe và lái xe gây ra tai nạn.